Chào các bạn, giống như là hôm trước mình đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang dạng bài về Gimon Te Shibun, là có một cái câu hỏi dạng tu từ ở trong bài viết thì mình sẽ tìm cái điều tác giả muốn nói đến nhất bằng cách nào. Với cái bài này, tiếp tục với bài hôm trước, mình đã chia sẻ với các bạn các cái bước để mà có thể nhìn và overview được đoạn văn, thì hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục áp dụng cái kỹ năng đấy vào trong cái bài này nhé. Mình sẽ cùng phân tích bài đọc nhé. 今の日本人の欲望は止まるところを知りません. Tôi không biết được cái điểm dừng của cái yokubo, là cái tham vọng của người Nhật ngày nay. 常に新しいものを欲しがる. Hoshigaru ở đây là nói về đối tượng thứ ba, là không phải mình, không phải bạn, mà là nói về một cái người khác, đúng không? Hay còn gọi ở đây là đang nói về Nihonjin ấy, là hầu hết người Nhật ngày nay thì lúc nào cũng đi mong muốn, đi thèm khát những cái điều mới mẻ. Oishimono bakari ni me utsuri suru, là bakari ni ở đây là họ chỉ có theo đuổi những cái thứ mà ngon, đúng không? Chỉ toàn đi theo đuổi những cái thứ mà gọi là ngon ấy. Minotake izo no seikatsu o motome tsuzukete iru, là vẫn tiếp tục là người Nhật thì đang motome te tsuzukete iru, là đang liên tục đi tìm hoặc là liên tục theo đuổi cái cuộc sống mà izo ở đây là trên cái khả năng của mình. Minotake, mi ở đây là thân thể, cơ thể, nó bằng với karada, còn take ở đây là cái độ cao của cơ thể, hay còn gọi là chiều cao ấy. Nhưng mà ở đây mình sẽ phải dịch theo cái nghĩa bóng là đang theo đuổi một cái cuộc sống mà trên cái khả năng của mình. Soste koromo ni wa karu no kitai o kake noroku izo no seika o nozomu. Và làm sao? Và kakeru ở đây là thể kết lửng, mình sẽ dịch ở đây thành một câu trước này. Và người Nhật ngày nay thì đang kỳ vọng quá nhiều vào con trẻ này, và đang nozomu là đang mong ước một cái thành quả trên cái năng lực của mình. Hatashite soko ni hontou no kōfuku ga aru no deshou ka? Và rốt cuộc thì liệu deshou ka? Liệu có cái hạnh phúc thực sự ở đây không? Thì ở đây mình bắt gặp chính xác là cái câu hỏi tu từ nó nằm ở đây. Trong một cái đoạn văn mà người ta nêu ra một cái câu hỏi tu từ kiểu như thế này, thì mình sẽ đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi này, thì đáp án của mình nó chính là cái câu trả lời đó. Thì ở đây người ta đang hỏi một cái câu là liệu như vậy có thực sự là hạnh phúc hay không. Hatashite đây là rốt cuộc thì đó có phải là hạnh phúc thực sự không, hoặc là có cái hạnh phúc thực sự ở đó không. Ở đó là ở đâu? Là ở cái việc mà nozomu và cái thành quả hơn cái noroku của mình, và cái việc mà kitai quá nhiều vào koromo, và cái việc mà minotake izo no se katsu o motome tsuzukete iru, theo đuổi một cái cuộc sống hơn cả cái khả năng của mình ấy. Thì tất cả những cái điều đấy thì liệu thực sự là soko ni ở đây nó chính là 3-4 cái câu ở phía đằng trước ấy, là có cái thực sự hạnh phúc trong cái việc này không. Hong no tsui saki made nihonjin wa mi no take ni atta tsutsumashii seikatsu o okutte imashita. Seikatsu o okutte iru ở đây là sống một cái cuộc sống rất là tsutsumashii, là tsutsumashii người ta đang giải thích ở đây là zetaku deo anai, hay còn gọi là bình dị, giản dị đấy, phù hợp với lại cái khả năng của mình. Nihonjin ở đây là chủ ngữ rồi, vẫn tiếp tục là chủ ngữ Nihonjin xuyên suốt từ cái đoạn đầu cho đến tận câu này luôn, là người Nhật là như thế luôn. Người Nhật thì đã từng, người Nhật thì đã sống một cái cuộc sống rất là bình dị, phù hợp với khả năng của mình cho đến vài năm trước đây, cho đến vài năm gần đây. Ma đế ở đây là cho đến khi, đúng không? Cho đến gần đây. Hong no tsui ở đây là một cái từ miêu tả về cái thời gian, wazuka no jikan, có là cái thời gian khoảng gần gần đây thôi. Thấy trong từ điển người ta định nghĩa là jikan rồi kyoli, nó rất là goku wazuka deru sama, là cái khoảng cách về thời gian và cái khoảng cách về địa lý nó rất là ít thôi, thì nó sẽ đi với lại hong no tsui, rồi bằng với nghĩa là sư gụi đấy, là mới những cái năm gần đây cho tới vài năm trở lại đây thôi ấy, thì là người Nhật đã có một cái cuộc sống rất là, đã có một cái cuộc sống như vậy. Sukunakutomo watashi ga yosho no goro wa sou deshita.
So để start, khi mà bất kể mình đọc một câu mà mình thấy có cái đại từ chỉ thị là mình phải đi liên kết ngay lập tức là cái so ở đây nó là cái gì. Là ít nhất thì là vào cái thời mà tôi còn nhỏ ấy, thì là đã từng như vậy. Đã từng người Nhật có cái cuộc sống rất là tsutsumasi, minotake ni atta như thế. Se nobi o suru koto naku, fuma no kuchi ni suru koto naku, tsutsumasi kurashi no suase o kanjite imashita. Kotonaku là cấu trúc ngữ pháp. Đấy, thì khi mà mình đọc cả một cái câu như vậy là mình phải nhìn ra được luôn cái kotonaku này đầu tiên, để mà mình biết rằng là mình sẽ cần phải để ý focus vào cái nào để hiểu được cái ý của cái câu đấy, đúng không? Thì câu này là câu động từ thì mình sẽ dịch từ cuối lên thôi. Tôi cảm nhận được thì là cảm nhận được. Thì bây giờ chủ ngữ ở đâu? Chủ ngữ thì lại tiếp tục là các câu gần nhau, chủ ngữ giống nhau thôi. Là người Nhật sống với cuộc sống bình dị như thế này. Thời mà ít nhất là thời tôi còn nhỏ thì đã như vậy này. Là người Nhật cảm thấy, hoặc là tôi cảm thấy đấy, đúng không? Người Nhật cảm thấy hay chính là tôi. Tại vì tôi cái thời còn nhỏ thì cũng đã như thế mà. Người Nhật hoặc là tôi cảm thấy cái hạnh phúc trong cái cuộc sống bình dị đó. Mà không cần kotonaku, không cất thiết là phải nói ra những cái lời phàn nàn, hoặc không nhất thiết là phải senobio suru. Senobu ở đây là dướn mình hoặc là vươn mình, hay còn gọi là mình phải quá sức mình. Mà họ đã cảm nhận được cái sự hạnh phúc từ cái cuộc sống rất là bình dị. Kachite no yō na mazushi kurashi ga yoi toyu no dewa arimasen. Toyu no dewa arimasen ở đây là không phải là. Cái gì đó không phải là chủ ngữ đây. Kurashi, cái cuộc sống nghèo khổ như là ngày trước, như là trước kia, như là quá khứ, thì không có nghĩa là nó là tốt. Tada, tuy nhiên này, cái tada ở đây nó là cái quan trọng. Tại vì khi mà có cái shikashi, khi mà có tada, khi mà có sore ni taishite là trái ngược với cái điều ở đằng trước, thì cái đằng sau, cái trái ngược đấy, nó là cái điều mà tác giả đang muốn hướng tới. Tuy nhiên thì minotake ni awanai seikatsu ni wa kitto okina otoshi ana ga aru. Tuy nhiên thì trong cái cuộc sống mà không phù hợp với lại cái khả năng của mình ấy, thì kiểu gì cũng sẽ có. Kitto ở đây là chắc chắn là sẽ có một cái lỗ hổng lớn. Thì mình thấy cấu trúc ở đây là niwa cộng với lại aru, trong cái nọ có cái kia. Trong cái cuộc sống đấy thì có cái lỗ hổng rất là lớn, chắc chắn là sẽ có cái cuộc sống, chắc chắn là sẽ có những cái lỗ hổng rất là lớn. Và tôi có cái cảm giác như vậy. No để sự là miêu tả cảm xúc của tác giả, suy nghĩ lập luận của tác giả. Và tôi có cái cảm nhận như vậy. Vậy là có cái cảm nhận là có một cái lỗ hổng lớn trong cái cuộc sống mà không phù hợp với lại cái năng lực, khả năng của mình. Thì bây giờ mình sẽ đi trả lời cho cái câu hỏi tu từ này, là liệu trong cái cuộc sống như vậy thì có hạnh phúc hay không? Thì có lỗ hổng lớn ở đây thì chứng tỏ là không hạnh phúc rồi, chắc chắn nó là không hạnh phúc. Nên là bây giờ mình sẽ đi tìm cái câu trả lời nói rằng là cái cuộc sống như vậy là không hạnh phúc. Thế bây giờ mình sẽ xem ở đây này. Mukashi wa muzukashikatta ga ima wa hoshii mono ga nan demo te ni iri gendai no nihonjin wa kofuku de aru. Là ngày xưa cuộc sống rất là nghèo khổ, nhưng mà ngày nay thì cái gì cũng có, cái gì mà mình muốn thì đều có được cả. Nên là cái cuộc sống của người Nhật ngày nay thì là hạnh phúc thì sai rồi, đúng không? Cái cuộc sống của người Nhật ngày nay thì đang không hạnh phúc mà. Người ta đang muốn nói đến cái đấy, nên cô phúc cự này là sai rồi nhá. Sukoshi mae made nihonjin wa mazushi kurashi o shiteite anmari kofuku to wa ienakatta. Là người Nhật Tsukoshimae mà đấy là người Nhật cho đến gần đây, đúng không? Tsukoshimae đây là đến gần đây, thì là người Nhật thì đã sống một cái cuộc sống rất là nghèo khó và không thể nói rằng là hạnh phúc được. Nhưng mà câu này bị sai rồi. Cái câu này người ta đang nói là gì? Người Nhật ngày xưa rất là nghèo khó, đúng không? Cái thời mà tác giả còn nhỏ này này, Yoso no Goro này, là sống một cái cuộc sống rất là mazushi, phù hợp với cái năng lực hoặc khả năng của mình. Nhưng mà làm sao họ cảm thấy rất là hạnh phúc mà. Họ cảm thấy hạnh phúc và không cần phải cố quá sức của mình. Nên là cái đoạn mà Amariko Fukutoa Ienakata này là bị sai này. Còn đáp án của mình là câu số 3 nhá. Ima no nihon gì mà senobi shite yoi seikatsu o motomete ita ga sore dewa kofuku ni narenai daro. Là mặc dù cái
cuộc sống của người Nhật ngày nay thì đang theo đuổi một cái cuộc sống rất là tốt đẹp bằng cách là senobi. Senobi ở đây là mình phải cố gắng, mình phải vươn mình ra, rồi mình phải cố để mà đi theo đuổi, đúng không? Một cái cuộc sống rất là tốt. Nhưng mà cái cuộc sống đấy thì có lẽ là Sore Dewa là với cái trạng thái như vậy, đúng không? Dewa ở đây là với cái phạm vi như vậy, với cái Sore đấy, với cái Motomeru, một cái cuộc sống tốt mà cần phải Senobi đấy, thì là với cái hoàn cảnh như vậy, với cái trạng thái như vậy thì không thể nói rằng là hạnh phúc được, không thể nào mà nói là hạnh phúc được. Thì nó chính là cái ý mà cái câu này người ta đang, cái bài này người ta đang muốn nói tới, là có một cái lỗ hổng lớn trong một cái cuộc sống mà mình không phù hợp với lại cái Minotake của mình đấy. Còn cái câu số 4 là gì đây? Hisaga koromo no goro wa jibun no seikatsu ni manzoku shinagara seikatsu shiteite kofuku datta. Là thời còn nhỏ thì là tác giả sống một cái cuộc sống mặc dù là gì, thỏa mãn với cuộc sống của chúng mình, nhưng mà đã rất là hạnh phúc. Thì cái nó không phải là ý của cái bài này. Đúng là cái ý bài này có một cái đoạn người ta nói rằng là tác giả thời còn nhỏ hay là thời ngày xưa đã từng rất là hạnh phúc và sống một cái cuộc sống mà phù hợp với lại cái Minotake của mình. Nhưng mà cái bài này nó là cái dạng bài câu hỏi tu tú ý. Người ta đang hỏi là cái cuộc sống hiện tại bây giờ có thực sự là hạnh phúc hay không, và mình phải đi trả lời cho cái câu hỏi đấy, là cái cuộc sống bây giờ đang không hạnh phúc, nên là không nói về cái cuộc sống hồi còn nhỏ, mà cũng không nói về cái cuộc sống ngày xưa của Nhật, nên đáp án câu số 4 này cũng bị sai. Nên là khi mà nhìn thấy một cái câu hỏi tu từ nào đấy trong một đoạn văn thì chúng ta đi tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi tu từ đấy, và nó chính là cái đáp án của bài thôi, và nó chính là cái nội dung của cái bài ngày hôm nay. Thì chúng ta lại lặp lại cái bài ngày hôm trước để luyện tập, đó là chúng ta hãy nhìn vào các cái cụm từ này, các cái cấu trúc ngữ pháp này, các cái đại từ chỉ thị này, và nhìn vào các cái phần màu đỏ và các cái phần bôi đậm ở đây để có thể nhìn được tổng thể cái đoạn văn của mình và rút kinh nghiệm cho những lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.